lịch thi đấu khờ nó chào của Trần Quyết Chiến và đồng đội, gặp toàn hàng khủng. Trần Quyết Chiến cùng các đại diện của Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ cực mạnh ở vòng khờ nó chào. Giải World Cup Bia Carom 3 Bangkoto 2024. Có thể nói, các cơ thủ Việt Nam đã thi đấu thành công tại vòng 32 giải World Cup Bia Carom 3 Bangkoto 2024. Khi 4/5 người đã giành vé đi tiếp vào vòng khờ nó chào. Trần Quyết Chiến chính là người đã nổ phát súng đầu tiên khi vượt qua vòng 32 với thành tích toàn thắng. Xuất sắc dẫn đầu ở bảng đấu có sự xuất hiện của thiên tài Frederic Caudron. Sau đó, lần lượt Chim Hồng Thái, Trần Thanh Lực và Nguyễn Trần Thanh Tự đã nối gót theo người đàn anh để góp mặt ở vòng 16. Từ 18 giờ chiều nay, 12:07, theo giờ Việt Nam, Trần Quyết Chiến cùng các đại diện của Việt Nam sẽ tranh tài tại vòng 16 của giải World Cup Bia Carom 3 Bangkoto 2024. Tại vòng này, các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chạm 50 điểm, không đồng lượt cơ. Trần Quyết Chiến vượt qua vòng 32 với thành tích toàn thắng. Tony Trần đánh bại cả thiên tài Caudron theo sắp xếp ngẫu nhiên, các cơ thủ Việt Nam không đụng nhau ở vòng 16. Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến và các đàn em đều phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh của Bia Carom 3 băng thế giới. Tony Trần sẽ ra sân đầu tiên ở vòng 16, gặp cựu số 1 thế giới cho Myung-woo, Hàn Quốc, hạng 3 thế giới, vào lúc 18 giờ. Cùng giờ, Chim Hồng Thái chạm trán với cơ thủ người Hàn Quốc Heo Dung Han, nhà vô địch ở trận đấu World Cup gần nhất tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6. Ở loạt trận còn lại diễn ra vào lúc 20:30, Trần Thanh Lực đối đầu với huyền thoại sống Tobron Blomdan, Thụy Điển. Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh tự đụng độ cơ thủ kỳ cựu Marco Giannetti, Ý, cho Myung-woo đi tiếp với thành tích 2 thắng, 1 thua. Lịch thi đấu vòng khờ nó chào của Trần Quyết Chiến và đồng đội tại World Cup Bia Carom 3 Bangkoto 2024, ngày 12:07, theo giờ Việt Nam, 18 giờ, Trần Quyết Chiến, cho Myung-woo 18 giờ, Chim Hồng Thái, Heo Dung Han 20:30, Trần Thanh Lực, Tobron Blomdan 20:30, Nguyễn Trần Thanh Tự, Marco Giannetti. Khán giả có thể theo dõi lịch thi đấu và xem trực tiếp tất cả các trận tại World Cup Bia Carom 3 Bangkoto 2024 trên nền tảng Africa TV, link https://bia.africa.com/seodu. Caudron so tài với cơ thủ đồng hương Eddie Mack ở vòng 16, các trận đấu còn lại của vòng khờ nó chào cũng rất hấp dẫn. Hai tay cơ xuất sắc người Bỉ là Eddie Mack và Frederic Caudron sẽ so tài vào lúc 20:30. Martin Horn, Đức, gặp Polychonikos, Hy Lạp. Tasemi Tayfun, Thổ Nhĩ Kỳ, chạm trán Jeremy Bury, Pháp, vào lúc 18 giờ. Dick Jasper, Hà Lan, gặp Bekay Karakut, Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc 20:30.